Thưa quý vị và các bạn, nước ta hiện có hơn 14,74 triệu hectare rừng, trong đó có hơn 10,17 triệu hectare là rừng tự nhiên. Nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng vẫn đang đặt ra cấp thiết khi tình trạng phá rừng, mất rừng vẫn còn diễn ra thường xuyên. Theo số liệu từ Cục Kiểm Lâm, thì thời gian qua, trung bình mỗi năm vẫn còn trên 10.000 vụ vi phạm luật lâm nghiệp, với diện tích rừng bị thiệt hại trung bình từ vài trăm đến hàng nghìn hectare mỗi năm. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết trong đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, nhất là trong bối cảnh các lực lượng giữ rừng vẫn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức và áp lực, cũng như không ít hiểm nguy. Đây là những hình ảnh của các nhân viên Ban Quản lý rừng phòng hộ Iamue bị đối tượng lấn chiếm rừng trái phép tấn công vào tháng 4 năm ngoái. Khi ấy, trong quá trình tuần tra rừng, nhóm nhân viên bảo vệ rừng này đã phát hiện hai đối tượng có hành vi chặt phá rừng do đơn vị này quản lý. Ngay sau đó, một nhóm người đã đến hiện trường chửi bới, nhục mạ, tấn công gây thương tích nhân viên bảo vệ rừng. Người dân là sợ mất đất nên là chạy vào tại cái khu vực mà chuyển đổi vùng tưới để mà lấn chiếm rồi chặt phá nhằm để mà làm rẫy cơi nới thì có diễn biến rất phức tạp. Nên là vì vậy là cái áp lực mà làm cho cái công tác quản lý lên công tác quản lý bảo vệ rừng thì rất là nặng nề. Không phải ngẫu nhiên mà trong vài năm trở lại đây, xã Yamơ, huyện Chư Prong trở thành điểm nóng phá rừng của tỉnh Gia Lai. Tại đây, diện tích đất sản xuất của người dân nằm trồng lấn trong nhiều diện tích đất rừng. Trước thông tin sẽ chuyển đổi gần 5.000 hectare rừng thành vùng tưới của thủy lợi, khiến cho việc giữ rừng đã khó lại càng khó hơn. Thường xuyên là phải đi tuần tra, truy quét cũng như là lập các cái tổ chốt ở trong rừng để làm sao mà hạn chế đến mức tối đa cái vấn đề mà bà con xâm lấn đất rừng cũng như là phá rừng trái pháp luật. Vướng một số cái cơ chế chính sách về luật lâm nghiệp cũng như về một số cái kết luận 191 của Thủ tướng Chính phủ và cũng như chỉ thị 13 về liên quan đến rừng tự nhiên, và đặc biệt là nếu bây giờ chuyển đổi cái diện tích vùng tưới 4.007 này thì là phát sinh cái tiêu chí về dự án quan trọng quốc gia. Khó có thể thống kê được diện tích rừng bị lấn chiếm tại Iamơ trong vài năm trở lại đây. Áp lực giữ rừng đã khiến cho gần nửa nhân viên bảo vệ rừng tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Iamơ bỏ việc. Rừng bị mất khi chưa kịp chuyển đổi còn tạo ra những hệ lụy lâu dài. Thưa quý vị và các bạn, trong bài toán quản lý bảo vệ rừng hiện nay tại một số địa phương thì thiếu nhân lực đang là khó khăn lớn. Diện tích rừng rộng, trong đó phần lớn nằm ở địa bàn xa xôi hiểm trở, trong khi nhân lực giữ rừng ít càng khiến nhiệm vụ bảo vệ rừng thêm khó khăn. Ban Quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải hiện đang quản lý bảo vệ trên 21.000 hectare đất và rừng thuộc địa bàn các xã Vĩnh Hà, Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh và xã Linh Trường, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Với một diện tích rừng rộng lớn, nhưng hiện nay Ban Quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải chỉ có 3 trạm quản lý bảo vệ rừng, với tổng số cán bộ chuyên trách bảo vệ rừng là 16 người. Do quản lý bảo vệ và phát triển rừng tại vùng sâu vùng xa, địa hình rừng núi hiểm trở, giao thông, thông tin liên lạc không thuận lợi, thường xuyên đối mặt với nguy hiểm. Trong khi đó, các chế độ chính sách đãi ngộ hiện tại chưa đáp ứng đủ nhu cầu cuộc sống và sinh hoạt. Đối với quá trình mà tuần tra kiểm tra rừng của chúng tôi thì cũng gặp một số là khó khăn nhất định. Nhất là vấn đề là đường để tuần tra thì quá là nhiều năm thì tuyến đường trên đường chính thì do là thiên tai và là lũ lụt thì là đã là làm hư các tuyến đường vì sạt lở và đứt đoạn. Về cái mặt kinh phí thì chúng tôi cũng là chưa được phân bổ để là làm cái công tác chăm sóc rừng, đảm bảo công tác phòng chống chữa cháy. Trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, hiện nay ngoài 3 ban quản lý rừng phòng hộ là lưu vực sông Bến Hải, sông Thạch Hãn, ban quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa và Đắk Rông, thì còn có 2 khu bảo tồn thiên nhiên Đắk Rông và khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa. Trong đó, khu bảo tồn thiên nhiên Đắk Rông có địa bàn khá rộng với 45.000 hectare, địa hình tiếp giáp với tỉnh Thừa Thiên Huế. Mỗi cán bộ quản lý bảo vệ rừng tại đây phải đảm nhận quản lý bảo vệ trên 5.000 hectare, gấp 10 lần so với quy định.
Chính điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến công tác quản lý bảo vệ rừng, nhất là ngăn chặn các hành vi xâm hại, lấn chiếm đất rừng. Cả cái khu bảo tồn chúng tôi là gần 43.000 ha, nhưng mà chỉ có được 12 kiểm lâm thôi. Mà phải phân bổ gian trại lên 3 trạm và 1-2 kiểm lâm thì rất là khó. Trong công tác phối kết hợp cũng như là thực hiện các cái nhiệm vụ chức năng liên quan đến cái chuyện tuần tra kiểm soát cũng như là ngăn chặn, đấu tranh và xử lý vi phạm hành chính rất là khó. Đó là cái khó khăn đầu tiên. Cái khó khăn thứ hai là về trang thiết bị cũng như là phương tiện hoạt động. Hiện tại chúng tôi một đơn vị quản lý rừng rất là lớn, nhưng mà cái phương tiện đi lại cũng khó. Xe máy thì cũng ít, ô tô thì cũng chưa có. Cũng 5-7 năm nay rồi thì cũng là chúng tôi là không có cái phương tiện đi lại. Lực lượng quản lý bảo vệ rừng quá mỏng, địa bàn hoạt động khó khăn phức tạp, rừng núi hiểm trở, những hiểm nguy luôn rình rập. Trong khi đó, chế độ chính sách chưa thật sự đảm bảo, chưa thật sự ưu đãi để cho lực lượng bảo vệ rừng yên tâm với công việc. Nhiều trường hợp xin nghỉ việc hoặc chuyển sang những công ty hoạt động trong lĩnh vực lâm nghiệp. Vấn đề bất cập này đã được đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh chia sẻ và chỉ ra. Bây giờ là ngoài chuyện là địa hình phức tạp ra, diện tích rộng ra, thì nằm ở một cái vùng mà nó gắn liền với cái cuộc sống đời sống của người dân, nhất là người dân dân tộc thiểu số. Bà con ở trên này chủ yếu sống về rừng thôi, mà sống về rừng thì nó liên quan đến cái chuyện là công tác quản lý bảo vệ rừng sẽ rất là phức tạp. Đội ngũ trong cái điều kiện mà đội ngũ quản lý của chúng ta còn rất là bất cập, là thiếu từ các phương tiện để chuyên dùng cho chúng ta để chúng ta là làm công tác bảo vệ phát triển. Trước những thách thức đặt ra, thì việc cấp thiết hiện nay là cần quan tâm giải quyết những khó khăn cho các đơn vị trong công tác quản lý bảo vệ rừng, nhất là giải quyết các chế độ chính sách đối với lực lượng chuyên trách quản lý bảo vệ rừng, đồng thời hỗ trợ phương tiện để cho đội ngũ chuyên trách quản lý bảo vệ rừng thật sự an tâm, gắn bó vì sự nghiệp quản lý, phát triển rừng bền vững. Thưa quý vị, thiếu hụt nhân lực bảo vệ rừng đang là câu chuyện tại nhiều địa phương hiện nay. Trong bối cảnh ấy, việc đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng là giải pháp tất yếu. Trong đó, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ thông tin là xu hướng và cũng là giải pháp đang được lực lượng giữ rừng tại một số địa phương đẩy mạnh. Câu chuyện về sử dụng thiết bị bay Flycam trong quản lý bảo vệ rừng ở Lâm Đồng là một ví dụ. Tiểu khu thôn Cà Long, xã Đạ Pan thuộc lâm phần do công ty lâm nghiệp Đạ Tẻ quản lý. Địa bàn này thời gian trước thường xảy ra các vụ phá rừng. Để ngăn chặn vi phạm, chủ rừng đã dựng chòi, phân công nhân viên canh gác thường xuyên, đồng thời đầu tư camera trên cao để giám sát diễn biến rừng tại đây. Sử dụng các cái mục đích như các cái vườn sâu xa khó đi lại, nó hiểm trở thì chúng tôi sử dụng các cái phương tiện bay để mà tuần tra rừng. Thì hiện nay đơn vị thì cũng trang bị rất là nhiều cái phương tiện, như là phương tiện bay chúng tôi cung cấp mỗi trạm như vậy, bảo vệ rừng như vậy là một cái Pelican. Thứ hai nữa là huyện cũng hỗ trợ cho các cái chốt bảo vệ rừng liên ngành cũng Pelican để làm sao để mà quản lý bảo vệ rừng cho nó tốt. Theo đơn vị chủ rừng, kể từ khi đưa công nghệ vào giám sát, tình trạng phá rừng giảm hẳn. Cùng với đó, hiện tại 5 tổ bảo vệ rừng chuyên trách của công ty lâm nghiệp Đạ Tẻ được đầu tư thiết bị Flycam đã giúp cho công tác bảo vệ rừng hiệu quả hơn. Mỗi một ngày là có 3 thành viên trong nhóm là đi tham gia bảo vệ rừng cùng các nhóm khác. Mà có phát hiện ra là ví dụ như cháy rừng hay là như người ta khai thác gì đấy thì mình có thể báo cáo về cho các mấy anh ở trong chốt để xử lý kịp các hành vi của những hành động phá rừng ấy. Quán triệt tăng cường công tác kiểm tra rừng đến các từng hộ nhận khoán trên địa bàn nhằm nâng cao cái vai trò trách nhiệm của các hộ nhận khoán trong công tác quản lý bảo vệ rừng. Hàng năm là chúng tôi sẽ thường xuyên là ký cái cam kết đối với các hộ nhận khoán là có đất canh tác giáp rừng sẽ thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, không phá rừng, chặt phá cũng như là công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Cái này là nhiệm vụ, này là luân phiên, hàng năm nào cũng phải làm. Nhờ áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý, bảo vệ hơn 24.600 hectare rừng, nên công ty lâm nghiệp Đạ Tẻ đã giảm được 50% số vụ vi phạm. Trong bối cảnh địa bàn này còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phá rừng và lấn chiếm đất lâm nghiệp, đây sẽ là giải pháp được đơn vị chủ rừng đẩy mạnh hơn nữa trong thời gian tới.
Thưa quý vị và các bạn, ứng dụng các công nghệ đang và sẽ góp phần quan trọng giúp tối ưu nhân lực bảo vệ rừng, cũng như giúp việc quản lý, bảo vệ rừng được thực hiện từ sớm, từ xa. Một trong những công nghệ phổ biến đang được lực lượng kiểm lâm là lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng ứng dụng hiện nay, phải kể đến công nghệ viễn thám. Trong đó, thông qua hình ảnh cập nhật từ vệ tinh giúp theo dõi, cảnh báo nhanh và kịp thời cập nhật hiện trạng rừng cũng như phát hiện sớm cháy rừng. Phóng sự ghi nhận tại tỉnh Quảng Ngãi. Những thay đổi về số lượng cây rừng được phát hiện sớm thông qua các hình ảnh vệ tinh. Những khu vực rừng trên địa bàn tỉnh luôn được giám sát liên tục nhờ áp dụng công nghệ này. Khi mà trên hình ảnh vệ tinh có những cái điểm mà người ta báo thì chúng tôi lập tức xác định các cái tọa độ, các vị trí, các cái điểm mà nghi ngờ có khả năng là cháy để mà yêu cầu kiểm lâm địa bàn và chính quyền địa phương cấp xã xác minh rõ lại cái điểm đó nó có phải là do cháy rừng, nguyên nhân cháy rừng hay là do người dân xử lý thực bì và báo cáo lại về ngay cho văn phòng ban chỉ đạo trong vòng 30 phút đến 1 tiếng để mà có các cái chỉ đạo kịp thời. Quảng Ngãi có diện tích rừng trên 330.000 hectare. Trong khi đó, lực lượng kiểm lâm mỏng. Để có thể giám sát rừng trong mùa khô, Chi cục Kiểm lâm Quảng Ngãi chú trọng hơn việc ứng dụng công nghệ. Bên cạnh đó, việc ứng dụng linh hoạt thiết bị thông minh trên nhiều nền tảng đa phương tiện sẽ kịp thời truyền tải thông tin, tăng hiệu quả phối hợp giữa lực lượng kiểm lâm địa bàn và địa phương trong quản lý và bảo vệ rừng. Về công tác tuyên truyền, chúng tôi sẽ tuyên truyền để người dân nhận thức được về công tác phòng cháy chữa cháy, đặc biệt là công tác đốt thực bì sau khai thác để trồng rừng lường. Cái nhiệm vụ thứ hai mà phải làm được đó là rất quan trọng, đó là công tác tuần tra kiểm soát, phát hiện lửa rừng kịp thời. Bên cạnh các ứng dụng nhằm theo dõi phòng chống cháy rừng qua vệ tinh, các lực lượng chức năng cũng tăng cường công tác tuần tra, giám sát, tuyên truyền, phát huy vai trò của các chủ rừng trong việc bảo vệ rừng. Thưa quý vị và các bạn, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số đang là xu thế tất yếu trong các lĩnh vực đời sống, phát triển kinh tế xã hội. Chính vì vậy, việc đổi mới công tác quản lý bảo vệ rừng thông qua đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin là giải pháp cần được quan tâm, nhân rộng, trang bị cho các lực lượng giữ rừng. Từ đó giúp rừng được quản lý và bảo vệ hiệu quả hơn, hạn chế tối đa thiệt hại cho lá phổi xanh của đất nước. Và những hình ảnh đẹp của rừng là thông điệp và cũng là lời chào kết chương trình Vì Môi trường Bền vững hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong các chương trình tiếp theo.